Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tàu khách quốc tế Spectrum of the Seas trên hành trình du ngoạn Đông Nam Á đã cập cảng Tân Cảng Cái Mép thuộc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, đưa hơn 3.800 du khách của nhiều nước đến Việt Nam du lịch trong sáng nay, 26 tháng 2. Tính từ đầu năm 2023 đến nay thì đây là tàu du lịch quốc tế thứ 7, nhưng là chuyến tàu chở nhiều du khách nhất đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chiếm số đông trong tổng số hơn 3.800 hành khách của tàu Spectrum of Seas là du khách đến từ Mỹ, Anh, Úc, Singapore. Ngoài hành khách, tàu Spectrum of the Seas còn có 1.577 thuyền viên và nhân viên phục vụ đoàn. Sau khi tàu Spectrum of Seas cập cảng Tân Cảng Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, hành khách và thuyền viên tàu đã được công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist đón tiếp phục vụ. Trong đó, Sài Gòn Tourist đưa 200 hành khách tham quan các địa danh thắng cảnh tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phần lớn khách còn lại tham gia các tour khám phá Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tôi đọc nhiều thông tin về chiến tranh Việt Nam và tôi sẽ ghé thăm địa đạo Củ Chi. Ở đây nắng đẹp, không sương mù như là ở Anh. Hôm nay tuyệt vời hơn hôm qua rất là nhiều. Tôi cảm thấy rất vui khi có mặt ở đất nước xinh đẹp này. Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ tàu Spectrum of the Seas làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho tàu trong quá trình tàu có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu. Spectrum of the Seas thuộc dòng tàu Quantum Ultra do hãng Meyerwerft Đức sản xuất với tổng chi phí 940 triệu đô la Mỹ và vừa mới được đưa vào khai thác hồi đầu năm 2019. Tàu dài 347 mét, cao gần 63 mét với 18 tầng, trọng tải gần 169.400 tấn và được đánh giá là tàu biển hiện đại bậc nhất thế giới với những tiện ích mang tính đột phá cùng các dịch vụ xa hoa. Đây là lần thứ hai sau năm 2019, tàu Spectrum of the Seas nằm trong top 10 tàu du lịch lớn nhất thế giới thực hiện hải trình Đông Nam Á và dừng chân tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu Spectrum of the Seas sẽ lưu lại Bà Rịa Vũng Tàu trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 2, sau đó sẽ di chuyển đến Thái Lan.